Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi qua lại bến phà Đình Khao, khu quản lý đường bộ 4 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiến hành thay banh tông phà. Vì vậy, bến phà Đình Khao sẽ tạm ngưng hoạt động trong 12 giờ, từ 18 giờ ngày 14 tháng 4 cho đến 6 giờ ngày 15 tháng 4. Để đảm bảo an toàn giao thông cho hành khách khi qua phà Đình Khao, khu quản lý đường bộ 4, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiến hành thay banh tông 500H và phao phụ 500GB phía bờ Vĩnh Long, bến phà, nằm trên quốc lộ 57, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Do tính chất cần thiết và cấp bách của công trình, khu quản lý đường bộ 4 đề nghị người dân và các đơn vị vận tải tạm dừng giao thông trên quốc lộ 57 qua bến phà Đình Khao theo thời gian nêu trên, đồng thời chủ động bố trí thời gian và lộ trình đi cho phù hợp.